Xin chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng của bản tin 16 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Cao bằng. Mở đầu bản tin hôm nay sẽ là thông tin về tình hình dịch COVID-19 và một số tin tức đáng chú ý trong tỉnh. Nếu trẻ có tiền sử dị ứng với bất kỳ dị nguyên nào có rối loạn về chi giác, gặp hội chứng tâm lý đám đông, tăng động, giảm chú ý, cần thận trọng khi tiêm vaccine COVID-19, khi vaccine phòng COVID-19 được cung ứng, Việt Nam sẽ triển khai đồng loạt tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Theo đó, có hai loại vaccine phòng COVID-19 tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, gồm vaccine Pfizer và vaccine Moderna. Bộ Y tế yêu cầu chỉ tiêm hai mũi vaccine cùng loại, không tiêm trộn với bất kỳ vaccine mRNA nào trước khi đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine COVID-19. Theo khuyến cáo của các bác sĩ, cha mẹ nên chuẩn bị những câu trả lời để khám tầm soát trước tiêm. Trẻ có bị dị ứng không? Trẻ đã bị viêm cơ tim hoặc viêm màng ngoài tim. Trẻ sốt cao? Trẻ có bị rối loạn đông máu? Trẻ bị suy giảm miễn dịch hoặc đang dùng một loại thuốc ảnh hưởng đến hệ miễn dịch hệ thống? Trẻ đã được tiêm vaccine khác? Trẻ đã từng ngất xỉu liên quan đến tiêm thuốc? Cha mẹ, người giám hộ cần cho nhân viên y tế biết chính xác về tiền sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng của trẻ với các triệu chứng và điều trị cụ thể, tình trạng bệnh lý nền, các loại thuốc điều trị trẻ đang sử dụng. Những điều này rất quan trọng để các bác sĩ có thể ra quyết định phù hợp trong việc chống chỉ định, chuyển viện hay cẩn trọng khi tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ và có kế hoạch theo dõi kỹ sau tiêm. Ngày 7 tháng 4, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 tổ chức cuộc họp thông qua kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025, triển khai nhiệm vụ trong năm 2022. Đồng chí Lê Hải Hòa, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp. Trong giai đoạn 2016-2021, tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ có hiệu quả các chính sách dự án của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, với hơn 83.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được hỗ trợ. Xây dựng được gần 1.500 lượt công trình, thực hiện chính sách nhận khoán chăm sóc bảo vệ rừng cho 17.000 hộ dân, xây dựng được 294 mô hình giảm nghèo. Từ đó Mỗi năm toàn tỉnh có trên 500 hộ thoát nghèo, mức giảm bình quân đạt 4,10% một năm. Đưa tỷ lệ hộ nghèo đầu năm 2016 là 42,53% xuống còn 18,03% vào cuối năm 2021. Tuy nhiên, kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững, nguy cơ tái nghèo còn cao. Theo giả soát, hiện nay tỉnh Cao Bằng có trên 42.500 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 33,09%. 17.110 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 13,30%. Toàn tỉnh có 6 huyện có tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo chiếm trên 50%. Do đó, chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025 sẽ thực hiện giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn đa chiều quốc gia. Trong đó, mục tiêu cụ thể bao gồm giảm tỷ lệ hộ nghèo cả tỉnh bình quân từ 4,0% một năm trở lên, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3% một năm trở lên, phần đấu 30% huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo. Đến năm 2025, phân đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 17,09%. 100% các huyện nghèo được hỗ trợ đầu tư cơ sở phát triển hạ tầng cơ sở kinh tế xã hội liên kết vùng. 80% người có khả năng lao động, có nhu cầu phát triển sản xuất thuộc hộ nghèo. Hộ trên địa bàn huyện nghèo được hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất. Tổng nguồn vốn thực hiện tối thiểu là 3.113 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương là hơn 2.900 tỷ đồng. Riêng trong năm 2022, phần đấu toàn tỉnh đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 29,09%, ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ phát triển các mô hình giảm nghèo để đa dạng hóa sinh kế, tạo việc làm tốt, có thu nhập bền vững kết nối, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, có nhà ở an toàn, ổn định phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp đồng chí lê hải hòa phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cấp các ngành cần chuẩn bị kỹ cho việc thực hiện các nhiệm vụ của giai đoạn mới tạo sự chuyển biến tích cực các chỉ tiêu nhiệm vụ trong giai đoạn mới cần phải được ra soát kỹ lưỡng để chương trình mục tiêu quốc gia bền vững có hiệu quả nâng cao phân cấp phân quyền chịu trách nhiệm phát huy tinh thần chủ động của các thành viên ban chỉ đạo chủ động ra soát đánh giá các nhiệm vụ của giai đoạn này quan tâm đến đa dạng hóa sinh kế phát triển mô hình giảm nghèo tạo việc làm bền vững cho các đối tượng nhất là có sự liên kết với doanh nghiệp tham gia tư vấn xúc tiến thương mại và tiếp cận thị trường đồng thời thay đổi tư duy cách làm giảm nghèo tập trung huy động các nguồn lực cho giảm nghèo đẩy mạnh xã hội hóa nguồn vốn thực hiện chương trình giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị trực tuyến đến cấp xã trước tháng 6 năm 2022 để đánh giá sơ bộ kết quả của công tác giảm nghèo giai đoạn trước và rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra những phương hướng nhiệm vụ của giai đoạn 2021-2025. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh các ngành hoàn thiện lại kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025 để công bố quán triệt tới các huyện xã trong thời gian tới. Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Đại tá Bùi Trọng Hiếu, cục phó cục đối ngoại làm trưởng đoàn đến khảo sát tại huyện Quảng Hòa, nơi dự kiến sẽ diễn ra các hoạt động trong chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Trung Quốc lần thứ 7 tại tỉnh Cao Bằng. Tại khu vực trung tâm văn hóa hữu nghị, khách sạn Tà Lùng, trường trung học cơ sở thị trấn Tà Lùng, trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng sẽ là nơi dự kiến diễn ra các hoạt động trong khuôn khổ của chương trình giao lưu như lễ chào cột mốc, tuần tra song phương trên sông biên giới, trồng cây hữu nghị, tiệc chiêu đãi đại biểu, khám chữa bệnh, thăm và tặng quà học sinh trường trung học cơ sở thị trấn Tà Lùng. Kết luận buổi khảo sát, đoàn công tác đề nghị các đơn vị chủ động phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, đoàn kết thống nhất chuẩn bị tổ chức tốt cơ sở hạ tầng, dự vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trước, trong và sau khi diễn ra chương trình giao lưu hữu nghị. Làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh, triển khai thực hiện tốt các mặt công tác, đảm bảo thời gian hiệu quả, đúng yêu cầu, mục đích đã đề ra. Dự kiến chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ bảy diễn ra trong tháng 4 năm 2022. Chiều ngày 6 tháng 4, huyện ủy Hà Quảng tổ chức hội nghị trực tuyến với các xã thị trấn, nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện kết luận của Trung ương của tỉnh của huyện mới ban hành đợt 1 năm 2022. Tại hội nghị các đại biểu được học tập quán triệt các nội dung của nghị quyết số 05 ngày 18 tháng 1 năm 2022, hội nghị lần thứ 7 ban chấp hành đảng bộ huyện khóa 20 về lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2022. Nghị quyết số 05 ngày 22 tháng 10 năm 2021 của tỉnh ủy về phát triển huyện Hà Quảng đến năm 2025, tầm nhìn 2030. Kế hoạch số 97 ngày 13 tháng 12 năm 2021 của huyện ủy về thực hiện kết luận số 01 KLTU Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 CTTU về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Sự thảo kế hoạch của huyện ủy thực hiện nghị quyết số 06 ngày 24 tháng 1 năm 2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch xây dựng quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hướng dẫn số 36 ngày 18 tháng 2 năm 2022 của Huyện ủy hướng dẫn thực hiện hai nội dung đột phá: quán triệt tăng cường triển khai các đề án, chương trình trọng tâm của tỉnh ủy và học tập, triển khai một số nghị quyết, kết luận quan trọng của Trung ương của tỉnh trong thời gian vừa qua. Sau hội nghị này, ban tổ chức hội nghị đề nghị các cấp ủy tổ chức đảng các đơn vị quán triệt triển khai và thực hiện các nội dung trên ở cấp mình tiếp tục xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các nội dung sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả. Tiếp theo sau đây như thường lệ sẽ là thông tin trong nước quốc tế. Sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến thăm Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer và chúc mừng Tết cổ truyền Chô Chờ Năm Thờ Mây tới các chư Tăng và đồng bào Khmer. Thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi và chúc Tết cho trên năm Thơ Mây, năm Nhâm Dần Phật lịch 2566 tới các chức sắc hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer và tới toàn thể đồng bào Khmer trong cả nước tràn đầy sức khỏe, bình an, vui vẻ, hạnh phúc. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Đảng, nhà nước luôn đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân, đảm bảo sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật, đặc biệt đối với đồng bào các dân tộc, trong đó có đồng bào dân tộc Khmer. Cùng với đó là không ngừng chăm lo phát triển kinh tế xã hội, tạo mọi điều kiện để đồng bào có đạo và chức sắc các tôn giáo, trong đó có hệ phái Phật giáo Nam Tông Khmer thực hiện tốt việc tu hành chân chính và làm tròn nghĩa vụ của công dân Việt Nam trong 54 dân tộc anh em. Để qua đó tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, thực hiện tốt phương châm hành đạo, đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội, xứng đáng với sự tôn vinh là một tôn giáo hộ quốc an dân. Năm thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh cần nghiên cứu xây dựng đề án phân vùng hạn chế hoạt động của xe máy, tiến tới hạn chế hoặc dừng hoạt động của xe máy trên một số địa bàn các quận. Đây là yêu cầu của chính phủ vừa ban hành trong nghị quyết 48 về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ủn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025. Theo đó, trên cơ sở thực tế của từng thành phố, Ủy ban nhân dân các thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh ra soát, chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu cho Hội đồng nhân dân thành phố ban hành các nghị quyết về việc ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn, phấn đấu đạt chỉ tiêu tỷ lệ đảm nhận vận tải hành khách công cộng đến năm 2025 đạt từ 30 đến 35% áp dụng công nghệ giao thông thông minh trong tổ chức quản lý điều hành giao thông đô thị, tăng cường quản lý phương tiện giao thông nhằm giảm ùn tắc giao thông và giảm ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố. Các thành phố nghiên cứu xây dựng đề án phân vùng hạn chế hoạt động của xe máy phù hợp với cơ sở hạ tầng và năng lực phục vụ của hệ thống vận tải hành khách công cộng, tiến tới lộ trình hạn chế hoặc dừng hoạt động của xe máy trên một số địa bàn các quận sau năm 2030 nghiên cứu xây dựng, triển khai đề án thu phí phương tiện cơ giới vào một số khu vực trên địa bàn thành phố có nguy cơ ủn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường để hạn chế số lượng xe cơ giới đi vào. Ủy ban nhân dân các thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh tập trung các nguồn lực, xử lý ngay các điểm thường xuyên ủn tắc giao thông, hạn chế phát sinh các điểm ủn tắc giao thông không để xảy ra các vụ ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút, chỉ phê duyệt đầu tư các khu trung cư, nhà cao tầng, trung tâm thương mại khi phù hợp với quy hoạch, đáp ứng yêu cầu quy định về bãi đỗ xe, hạ tầng giao thông và kết nối giao thông với các trục đường chính trong đô thị. Đến hết năm 2021, cả nước có 34.871 tổ hợp tác nông nghiệp và 18.327 hợp tác xã nông nghiệp, chiếm gần 70% tổng số hợp tác xã cả nước với khoảng 3,2 triệu thành viên. Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng hợp tác xã phải xác định là một thành phần của kinh tế nông thôn để nâng cao thu nhập của nông dân. Thu nhập của nông dân không chỉ là nông sản mà họ sản xuất ra mà còn ở các hoạt động dịch vụ của hợp tác xã như phân loại, bảo quản, sơ chế, bao bì, đóng gói, thương mại điện tử. Chính giá trị kết tinh từ nhiều công đoạn của chuỗi ngành hàng cộng với địa danh, văn hóa, câu chuyện sẽ hướng tới giá trị thành quả của nông dân chứ không chỉ là giá cả của nông sản thô. Đến hết năm 2021, cả nước có 34.871 tổ hợp tác nông nghiệp và 18.327 hợp tác xã nông nghiệp, chiếm gần 70% tổng số hợp tác xã cả nước, với khoảng 3,2 triệu thành viên. Không chỉ tăng nhanh về số lượng, mà chất lượng và hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp cũng đã được cải thiện tỷ lệ các hợp tác xã nông nghiệp được đánh giá xếp loại khá tốt đã tăng lên, đạt trên 60%. Đặc biệt, hợp tác xã yếu kém có thời kỳ chiếm 30%, nhưng nay còn khoảng 8,5%. Các chuyên gia cũng cho rằng chuyển đổi số sẽ là đòn bẩy quan trọng, giúp hợp tác xã phát triển trên nền tảng ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất, giúp tối ưu hóa phân bổ nguồn lực, cắt giảm chi phí. Qua đó, giúp phát triển sản xuất kinh doanh và tạo ra sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường, nâng cao năng suất của hợp tác xã. Bên cạnh các chính sách hỗ trợ của nhà nước, theo các chuyên gia, bản thân các hợp tác xã cần chủ động tiếp cận, tìm hiểu các giải pháp số giúp quản lý vận hành được thuận lợi. Hội đồng giáo sư nhà nước vừa ký quyết định công nhận chức danh giáo sư và phó giáo sư cho 405 ứng viên, 42 giáo sư và 363 phó giáo sư năm 2021. Theo quyết định, 100% ứng viên được hội đồng giáo sư nhà nước biểu quyết đưa vào danh sách lấy phiếu tín nhiệm để đạt chuẩn chức danh. Năm 2021, tổng cộng 640 ứng viên đăng ký và nộp hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh tại 98 hội đồng giáo sư cơ sở. Sau quá trình đánh giá và xét duyệt, các hội đồng giáo sư cơ sở chuyển hồ sơ của 494 ứng viên đủ điều kiện lên xét tại hội đồng giáo sư của 27 ngành liên ngành từ 494 ứng viên, Hội đồng Giáo sư các ngành liên ngành đã xem xét loại 79 ứng viên chưa đạt tiêu chuẩn và đề nghị Hội đồng Giáo sư Nhà nước xét 415 ứng viên đạt chuẩn chức giáo sư, phó giáo sư, 44 ứng viên giáo sư và 372 ứng viên phó giáo sư. Bộ Y tế cho biết gần 1 triệu liều vaccine COVID-19 tiêm cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi về tới Việt Nam vào ngày 9 tháng 4 tới. Đây là lô đầu tiên Lô thứ hai khoảng hơn 2 triệu liều sẽ về vào ngày 13 tháng 4. Lô thứ ba hơn 4 triệu liều dự kiến về trước ngày 18 tháng 4. Các lô vaccine này đều nằm trong nguồn tài trợ của chính phủ Australia dành cho nước ta. Lô vaccine đầu tiên sẽ được tiêm cho trẻ lớp 6. Các lô kế tiếp sẽ tiêm cho trẻ lứa tuổi nhỏ hơn. Theo kế hoạch, trẻ tuổi từ 11 tuổi, lớp 6 sẽ được tiêm đầu tiên, sau đó hạ dần độ tuổi. Các bé sẽ được tiêm tại trường học, cơ sở tiêm chủng cố định và tiêm lưu động. Hai loại vaccine được Bộ Y tế lựa chọn tiêm cho lứa tuổi này là Pfizer và Moderna. Quá trình tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi sẽ không tiêm trộn hai loại với nhau. Để sẵn sàng triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi vào đầu tháng 4 năm 2022, Bộ Y tế trước đó yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, ra soát lập danh sách tiêm cho trẻ đang đi học từ lớp 1 đến lớp 6 thuộc độ tuổi từ 5 đến 11 tuổi. Tin quốc tế, nếu tính cả số ca dương tính không triệu chứng, lần đầu tiên Trung Quốc ghi nhận số ca mắc cao nhất từ trước đến nay với hơn 20.000 ca một ngày. Số ca dương tính không triệu chứng âm thầm lây lan gấp 50 lần so với số ca dương tính có triệu chứng, thách thức lớn nhất trong chiến lược phong tỏa của thành phố Thượng Hải với 25 triệu dân. Tại buổi họp báo, lãnh đạo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đánh giá tình hình dịch bệnh nghiêm trọng mà tâm điểm là Thượng Hải số ca mắc trong cộng đồng tương đối nhiều và lây lan ra các thành phố khác. Hơn 20 thành phố ở nước này hiện phải phong tỏa ở những mức độ khác nhau. Theo tính toán của công ty Nomura, Nhật Bản, các khu vực phong tỏa này chiếm đến 13,6% GDP của Trung Quốc. Bản tin 16 giờ hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!